Kính thưa quý vị, một trong ba nhà tài trợ chính của cuộc thi V-Star Kids năm nay đó là Văn phòng Thẻ Xanh Corporation. Đây là công ty tập trung chuyên môn cao về bảo lãnh và hiện có 5 văn phòng. Và trong năm vừa qua, đã có rất nhiều người Việt trên khắp 50 tiểu bang đến mở hồ sơ mới tại Văn phòng Thẻ Xanh Corporation. Và số người đến mở hồ sơ mới đông đến nỗi mà công ty đành phải từ chối một số hồ sơ để đảm bảo sự chu đáo cho những khách hàng đã mở hồ sơ rồi. Và hôm nay, để cảm tạ những quý vị đã mở hồ sơ trong năm vừa qua, Văn phòng Thẻ Xanh hôm nay sẽ sổ số để xem ai là người may mắn trúng giải chiếc Honda Civic năm 2015 brand new. Good luck to everyone. Chiếc xe Honda Civic năm 2015. Xin chúc mừng bà Dương Thị Sinh. Và đây là hồ sơ bảo lãnh cho con Nguyễn Thị Mỹ Xuân. Số phone 626-448-7780 và địa chỉ 2714 Last Loop Avenue, thành phố El Monte, California 91733. Một nữa, chúc mừng bà